Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình này góp nhận 10 tốc cần puppy của khoảng 35 đô và mỗi một lượt ghép khoảng được một puppy. Các bạn thì tham gia giá hôm nay link phần mô tả mình là bấm start chatbot nha bạn. Thì các bạn bấm vào join này góp các bạn. Thì làm ai góp có ai góp các bạn cứ làm các bạn. Rồi các bạn join kênh góp kênh channel này các bạn. Rồi bấm next lại. Tiếp tục thì join tiếp kênh channel này các bạn. Bấm vào follow các bạn. Rồi tiếp tục thì tại Twitter thì các bạn follow tại Twitter sẽ pinbot nha bạn. Đây thì có minimum nữa. Rồi các bạn chờ xíu các bạn. Rồi tại Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn like nè các bạn. Đây dự án của Dogecoin. Rồi bạn bắt đắp lên rồi. Bạn test lại nha bạn. Rồi bạn bắt đắp lên rồi. Tiếp tục thì các bạn follow Medium nha bạn. Tay lại. Nếu nhấp tay được thì bạn nhấp tay lại nha bạn. Bắt đắp ra tay lại. Không được thì bạn phát IP nha bạn. Rồi nếu Medium thì các bạn nào muốn follow không được thì bạn phát IP, bạn còn nào bằng nhiệm vụ này các bạn có thể bỏ qua, các bạn bấm vào reset nè. Rồi bạn lưu cấp trang các bạn, chữ A đâu ta. Khó quá, câu trang này khó quá, các bạn dịch trong đầu các bạn. Ờ cái bút, thôi cái bút. Rồi bạn nhắm vào cái bút nha các bạn. Tiếng Anh này biết chút các bạn chứ mình không biết nhiều các bạn. Em bắt. Bạn chọn vào đúng các bạn thì bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn nè. Rồi các bạn gửi cho bot nha bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với ETH với chocolate Maysa wallet, các bạn copy địa chỉ ETH mình nha các bạn. Cấp gia thì các bạn chọn dòng chữ tiếng Anh ở trên cùng các bạn, rồi các bạn dịch ra các bạn, rồi các bạn chọn vào hình ảnh, rồi các bạn copy địa chỉ ETH mình nha các bạn, rồi các bạn sao chép đây nè, rồi các bạn gặp chatbot, tiếp tục thì các bạn gửi lại đường link profile anh em Twitter của mình nha các bạn. Thì bạn nào mà chưa biết lấy tờ username Twitter thì xem là những video mình hướng dẫn lấy Twitter cho các bạn. Tiếp tục thì các bạn nhấp vào đường link này, các bạn gửi lên một cái link request cho nó các bạn. Các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Xuống đây thì các bạn chỉ việc like nè các bạn. Các bạn thử quýt lên nè. Các bạn test lại nha các bạn. Rồi bạn mới đắp lại. Rồi các bạn. Rồi các bạn nhấp vào bên cùng nè, bạn bấm vào hồ sơ nè. Rồi các bạn bấm vào chia sẻ các bạn. Rồi các bạn sao chép lên The Wiz nè bạn. Tiếp tục gọi là chatbot nè bạn. Rồi các bạn bấm tiếp bỏ qua nha bạn. Rồi các bạn bấm ai heo nha bạn. Rồi bấm ai heo kit nha bạn. Rồi bấm nu blast nè. Bấm bay balance nè. Rồi ok, mình đã nhận được 26.8 token nha bạn. Mình không follow Medium. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video tiếp theo của mình nhé.